mắm Hồng Đài Phú Quốc hả? Dạ, mình bán hết rồi lên. Bye bye. Bye bye. Cái bay giờ đi không cô? Đi được. Cô hỏi thử đi. Mình lấy thùng. Cô ở Cần Thơ thôi đâu? Chắc trong Sài Gòn cũng có mà cô. Trong Sài Gòn mắm này ngon quá, ăn sập luôn cái quán luôn rồi. Có bán đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô cho em coi cái chai nước mắm con. Có mấy ngàn chai à, mắc. Có hai loại Hồng Đài nghe. Hồng Đài ngon ha. Cô cho em hỏi mấy vụ con cá cái. Giờ cá này mua nhiêu con cô? Trong biển này ăn được đúng không bạn? Cho mình ăn thử nha. Nè nè cá này nè. Cá này là cá gì vậy bạn? Cá bò giáp ạ. Cá bò giáp phải là thuộc giống cá vẹt đúng không? Con này nó ăn mấy cái cục san hô đúng không? Nói với cá mó. Đúng rồi. Mà cá mó cái này là không. Giờ con này bao nhiêu tiền một con? Con này 1,2 triệu/kg. 1,2 triệu/kg lận hả? Dạ. Nhiều quá vậy. Con này nó nặng bao nhiêu ký? Khoảng cỡ 3,5 kg. 3,5 kg hả? Anh tính mua con thả xuống biển á. Thả cho nó trở về tự nhiên để nó bảo vệ san hô á. Ok các bạn ơi, con cá này là gần 5 triệu con to. 3 ký mấy. 1 ký mấy là 1 triệu mấy, là 3 ký mấy là hơn 5 triệu con á. Dạ, 1,6 triệu. Thì cá này nó có nhiệm vụ là bảo vệ san hô. Nhưng mà ở đây người ta bắt bán cho những đại gia có tiền ăn thịt. Thì tôi chưa có đủ khả năng để cứu những bạn này. Thì tôi ở Phú Quốc khoảng 2 ngày nữa, tới thứ bảy về rồi. Các bạn có ủng hộ giải cứu này thì hãy nhấn like và subscribe kênh cho nhiều nhiều nha, để tăng động lực để mượn tiền giải cứu, mà mượn tiền anh em chị em bạn bè ủng hộ giải cứu luôn mấy bạn cá. Con muốn trở về tự nhiên hả con? Muốn trở về tự nhiên lắm rồi đúng không? Cũng mong con đó, thấy không, tội nghiệp ghê chưa. Ủng hộ tiêu đi mọi người. Ây dồi.